Việt Nam công bố ghi nhận 454.197 ca nhiễm Covid-19 với 4 tỉnh bổ sung hơn 285.000 ca. Mỗi viện nhi thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị 300 giường điều trị Covid-19 cho trẻ em. Xác định biến chủng kết hợp giữa Omicron và Delta của virus SARS-CoV-2. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 13 tháng 3 của DKN TV. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, bản tin của Bộ Y tế Việt Nam công bố cả nước ghi nhận thêm 454.197 ca nhiễm COVID-19. Trong số đó, hơn 168.000 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh thành phố và các tỉnh thành phố Hà Nội, Hương Yên, Nam Định, Phú Thọ bổ sung hơn 285.000 ca, 62 ca tử vong trong 24 giờ. Cụ thể như sau, từ 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3, cả nước ghi nhận 62 ca tử vong bao gồm tại Hà Nội 10 ca, Đồng Nai 4, Quảng Ninh 4, Quảng Trị 4, Bạc Liêu 3, Nam Định 3, Nghệ An 3, Ninh Bình 3, Phú Thọ 3, Phú Yên 3, An Giang 2, Bắc Ninh 2, Bình Dương 2, Hà Giang 2, Lạng Sơn 2, Thái Nguyên 2, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Điện Biên, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi nơi ghi nhận 1 ca tử vong

Bình Dương 2696, Bình Định 2687, Bình Phước 2683, Lai Châu 2599, Ninh Bình 2507, Cao Bằng 2 2442, Hà Nam 2327, Yên Bái 2186, Bến Tre 1981, Hà Giang 1971, Lâm Đồng 1735, Khánh Hòa 1560, Phú Yên 1555.

Thừa Thiên Huế 242, Long An 202, Cần Thơ 197, Kiên Giang 124, An Giang 94, Đồng Tháp 72, Sóc Trăng 46, Hậu Giang 41, Tiền Giang 27, Ninh Thuận 19, Đắk Lắc 1. Đáng chú ý, ngày 12 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung 195.000 ca nhiễm. Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung 35.949 ca nhiễm. Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đăng ký bổ sung 33.760 ca và Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đăng ký bổ sung 20.784 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi tiến hành giả soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Như vậy, kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 5 triệu 903.147 ca nhiễm, trong đó có 3 triệu 068.033 ca đã khỏi bệnh và 41.290 ca đã tử vong. Tiếp tục chương trình với một số diễn biến đáng chú ý về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Mỗi viện nhi thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị 300 giường điều trị COVID-19 cho trẻ em. Kính thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 3 đã yêu cầu ba bệnh viện nhi của thành phố tăng số giường điều trị tại khoa COVID-19 lên ít nhất 300 giường trong đó có 50 giường hồi sức. Trong bối cảnh F0 ở trẻ em tăng cao, theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, những ngày gần đây, thành phố đã ghi nhận số lượt trẻ em đến khám tại các bệnh viện nhi do nghi ngờ mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng. Theo báo cáo của các bệnh viện nhi, đặc điểm chung của trẻ mắc COVID là sốt, ho và đau họng, rất ít trường hợp có dấu hiệu nặng. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 2 đã yêu cầu ba bệnh viện Nhi bảo đảm mỗi nơi đều có khoa Covid-19, tối thiểu 150 giường điều trị, trong đó có 50 giường hồi sức tích cực, gia soát nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để bảo đảm điều trị. Các bệnh viện Nhi đang điều trị khoảng hơn 330 trẻ mắc Covid-19. Ba bệnh viện bao gồm Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố tăng giường nhằm chủ động ứng phó với tình huống số ca mắc ở trẻ em tăng cao. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong một tháng từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3, khoảng 19% số trường học trên địa bàn ghi nhận ca nhiễm, nghi nhiễm tại trường học. Đặc biệt từ ngày 14 tháng 2 đến nay, tức là khi học sinh đi học trở lại, số trẻ em mắc Covid tăng cao rõ rệt. Trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 3, thành phố ghi nhận khoảng 37.500 ca nghi mắc, cao gần gấp đôi so với tuần trước đó. Đa số trẻ có triệu chứng nhẹ nên được cách ly điều trị tại nhà, số ca nhập viện vẫn ở mức thấp, rất ít trường hợp cần hỗ trợ hô hấp. Chuyển sang một diễn biến khác. Xác định biến chủng kết hợp giữa Omicron và Delta của virus SARS-CoV-2. Kính thưa quý vị, các nhà khoa học xác định một biến chủng kết hợp có bề mặt giống với Omicron đặt tên là Delta Crohn, là loại virus tái tổ hợp, song cho rằng chủng mới không đáng lo ngại. Các nhà khoa học tại Mỹ và châu Âu ngày 9 tháng 3 vừa qua đã ghi nhận ít nhất 17 bệnh nhân nhiễm biến chủng Delta Crohn kết hợp giữa chủng Delta và Omicron. Vì hiện có quá ít trường hợp, giới chuyên gia vẫn chưa thể đánh giá mức độ lây nhiễm và độc lực của biến chủng mới này. Thông tin về biến chủng kết hợp giữa Delta và Omicron nghe có vẻ đáng lo ngại. Sau một số nhà nghiên cứu lại cho rằng cộng đồng không cần phải hoảng sợ. Tiến sĩ Etienne Simon Laurier, chuyên gia virus học tại Viện Pasteur ở Paris, nước Pháp, người dẫn đầu nhóm phân lập được chủng Delta cron cho biết, đây không phải mối lo mới. Thực tế, Pháp đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng kết hợp này từ tháng 1, song các ca dương tính không hề tăng theo cấp số nhân. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể nhiễm hai biến chủng SARS-CoV-2 cùng một lúc. Hiện tượng này khác với biến chủng liên kết, bởi virus trong cơ thể họ mang mã gen riêng biệt. Song ở người nghi nhiễm Delta Crohn, mỗi virus mang một tổ hợp gen từ hai biến chủng Delta và Omicron. Theo tiến sĩ Scott Nguyễn, nhà khoa học của Phòng Thí nghiệm Y tế Công cộng Washington, các nhà khoa học gọi đây là virus tái tổ hợp hay virus liên kết. Cũng theo tiến sĩ Simon Laurier, bộ gen của biến chủng tái tổ hợp này cho thấy virus không gây ra giai đoạn mới của đại dịch. Gen mã hóa protein bề mặt của virus được gọi là protein gai gần như hoàn toàn đến từ Omicron. Phần còn lại của bộ gen virus là Delta. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 13 tháng 3 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại